Nếu cô chú anh chị lần đầu ghé xem kinh, đừng quên dùng cái ngón tay tỏ bấm vào chữ màu đỏ phía bên phải màn hình để xem những video mới nhất mà kinh Mua Bán Tiền Giang đăng lên nha. Xin chào cô chú anh chị đã quay lại kinh Mua Bán Tiền Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Long An, xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, để quay giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa một ngôi nhà có diện tích ngang là 5, sâu vào 16, chủ kêu giá là 900 triệu. Giá này còn thương lượng nha. Đó, tước màn hình của cô chú anh chị là mặt đường lộ đan 2,5 m, đường này xe ô tô vào tới được nha. Và đây là ngôi nhà của chúng ta. Để quay giới thiệu đến cô chú ngôi nhà này đây. Đó, cô chủ nhà có nhìn thấy là cô sợ cô thục liền thấy không? Đó, đây là cái cổng vô. Và đây là con đường bên hông của ngôi nhà mình. Từ cái vị trí mình về tới xã Trung An của thành phố Mỹ Tho là khoảng 3 cây số. Từ đây về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, tại đây là thành phố Mỹ Tho rồi, nhưng mà mình về tới ngay chỗ trung tâm luôn á là khoảng 2 cây số. À, nếu mà cô chú anh chị ở trên thành phố Hồ Chí Minh, khu vực bến xe miền Tây á, mà mình về tới ngôi nhà này là khoảng 60 cây nha. Đó, giờ đây là cái phía bên hông nhà mình. Nhà mình thì cũng có đóng la phong, lót gạch đồ hết rồi. Cái nhà rất nhỏ nhưng mà đẹp nha. Đó ha, hai bên đều có là một bức tranh rồi đó ha. Giờ đây trong nhà. Đó, nhìn cũng đẹp đẽ luôn. Ngang là 5 m, sâu vào là 16 m. Hiện tại chủ kêu giá 900 triệu có thương lượng. Nhà mình mặt tiền xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, tiện tham khảo luôn. Ở đây là ngay khu vực đông dân cư nha. Nói chung là sống ở đây rất là vui luôn á. Ở đây điện nước và wifi đều có đầy đủ hết, đầy đủ tiện ích. Mình ra khoảng 1 cây số là tới chợ, rồi có điện máy xanh, bách hóa xanh đều có đầy đủ hết nha, gần trường học luôn. Đó, đây là mình đi xuống phía sau của ngôi nhà mình. Đó, nhà mình có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Đó, đây là một cái phòng ngủ, đây là phòng ngủ thứ hai. Còn gì phía sau nữa là khu để nấu ăn. Đó, nếu cô chú anh chị nào thấy phù hợp cái ngôi nhà này, cái vị trí khu vực này, thì có thể gọi cho xem theo số điện thoại là 0978 948 968. Xem sẽ dẫn cô chú anh chị đến xem nhà nha, rồi gặp chủ nhà có thể thương lượng về giá cả. Nếu được thì cô chú anh chị mình mua về ở ha. Đó, ở trên thì la phong ha, cái đường đi thì cũng vừa thôi chứ cũng không rộng cho lắm. Đó, đây là mình sẽ hoành tới ra phía ngoài trước. Ngang là 5, sâu vào 16, hiện tại chủ kêu giá là 900 triệu, giá này còn thương lượng. Nếu cô chú anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho xem ha. Còn bây giờ xem cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mà vẫn chưa tìm được vi phạm ngài.